Ok, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì trước mặt các bạn đây là một app kiếm tiền trên CH Play nhé. Cái này chỉ có trên Android thôi. Đơn giản là các bạn chỉ dùng những máy Android thì có thể là đào được nó về. Ok, thì ở trong bài này mình sẽ đánh giá cái app này, sau đó thì so sánh với việc là đào Bitcoin miễn phí tự động ở trên cái app này. Và nếu như bạn nào mà chưa biết về cái app miễn phí tự động này thì xem link ở phần mô tả bên dưới nhé, hoàn toàn miễn phí và tự động. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ có thể nhìn thấy đây là make money, kiếm tiền thật, báo hay kiếm tiền. Ok, đây là một hình thức kiếm tiền. Nếu như bạn nào xem kênh của mình nhiều á thì mình đã giới thiệu về cái thể loại kiếm tiền này từ rất nhiều rồi. Đấy. Ok, đây có tiện thể thì có mấy cái comment gọi là quảng cáo cho cái việc là một cái truy cập vào trang để kiếm tiền, như thứ đại khái là đây là cách thức mà quảng cáo của đội đấy, nó có cái tool kiểu gì nó có hay comment vào những cái app kiểu kiểu dạng như thế này, thì khi là những người nào đọc comment ấy thì người ta sẽ biết được cái một chiêu trò quảng cáo rất là bá đạo, đúng không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay lại app. Thực ra mình chưa cài đặt app này, có nghĩa là mình chưa dùng á, nhưng mà nó khá là giống tương tự với những cái app mà mình đã từng chơi, thì mình sẽ có thể đánh giá được cho bạn dễ hơn. Bây giờ mình sẽ cài đặt vào. Ở trên mạng, trên internet, trên YouTube hoặc trên bất cứ đâu, việc mà các bạn gặp phải những cái app này nó sẽ khá là thường xuyên. Nếu như mà các bạn quan tâm đến cái lĩnh vực này nhé, các bạn sẽ gặp khá là thường xuyên luôn. Không, sau dần dần các bạn chơi nhiều cái thể loại này rồi các bạn sẽ cũng sẽ thấy quen. Thì về cá nhân mình thì thực sự đây này, kiếm tiền điện thoại di động sử dụng PayPal này, hãy thử cho tiền điện tử này, bảo vệ khỏi lạm phát với chính phủ in đô la, bạn cần một giải pháp để bảo vệ lạm phát, Bitcoin là sự lựa chọn của chúng tôi cho cuộc khủng hoảng quan tâm này. Cái này thì mình sẽ nói ở những cái video sau, hoặc là sau này mình sẽ có những video nói rõ hơn về những cái nó giới thiệu như này, đại khái là nó có giới thiệu như vậy nên là hãy thử dùng. Ok, bỏ qua đi. Ok, các bạn nhìn này, khi cài vào phát thì các bạn khá là nhanh chóng, không cần phải làm gì quá nhiều, đúng không? Không cần đăng ký. Mình thấy cái này của nó khá là tiện luôn. Các bạn nhìn góc này này, 5 đô, 5 đô nhìn nó biểu trưng thôi, chứ không phải là cái, có nghĩa là bạn có 5 đô đâu, mà thực chất là bạn nhìn cái góc nhỏ nhỏ này ấy, che giấu rất kỹ, không đồng luôn. Đấy, 5 đô ở đây nó giống như là kiểu biểu trưng, còn ở góc này chúng ta sẽ có PayPal, đúng không? Nó đã nhìn thấy này, địa chỉ email và xác minh của bạn, thì các bạn cần phải đăng ký PayPal để có một cái việc nó chuyển tiền về, tương đương khoảng tầm 5 đô là các bạn đã gửi được tiền về. Ok, bây giờ thì các bạn đã biết là nó sẽ cho các bạn rút tiền về PayPal, đúng không? Cái việc là các bạn cần phải có một tài khoản PayPal và tầm 5 đô là nó sẽ cho các bạn rút tiền về. Đấy, đây là hình thức trả tiền của nó. Vậy thì làm sao để kiếm 5 đô? Ok, chúng ta sẽ có phần thưởng hàng ngày 10.000 đồng. Chúng tôi giúp hàng ngàn người mỗi ngày để kiếm thêm tiền ở bên nữa. Chúng tôi cũng muốn giúp bạn nghĩ rằng ứng dụng này có giá trị làm sao. Đúng, thì nó chắc là nó muốn chính tách. Ủa, nó đổi sang chữ gì đi? Đây, đăng một dạng quảng cáo hoàn tất này. Ok, để mình ra xem, mình mở xem có được. Đây, phần thưởng mỗi ngày 10.000 đồng. Đấy, làm xong nhiệm vụ, góc này các bạn thể nhìn thấy là 10.000 đồng luôn. Đấy, ok, đây là trình con cái phần này này, tự tiện ích điện tử, trình duyệt chăm sóc quảng cáo, ưu đãi độc quyền game miễn thứ dạng quảng cáo này. Còn ở đây các bạn sẽ có làm những cái gì ngoài phần thưởng 10.000 đồng kia ra? Khảo sát tính di động này, đấy, khảo sát này, làm khảo sát này. Đầu tiên là khảo sát nhé, sau đó thì khảo sát và khảo sát. Các bạn sẽ đọc cái khảo sát. Nhiều ưu đãi độc quyền như phần thưởng 200 này dễ dàng lắm, bắt thị trường Bitcoin phải cạc những thứ phần thưởng cũng được. Đây là làm nhiệm vụ thôi. Cái này khó chơi đấy, đừng tưởng là dễ chơi nhé. Các bạn có thể vào nhiều ưu đãi độc quyền, sòng bạc kia cái thứ này, thử khảo sát này, kim cương khảo sát cầu đối huyền thoại. Ok, đa phần là bắt Pokemon phần thưởng phổ biến. Cái này khó, nhìn thế này đừng tưởng là dễ ăn tiền của nó nhé, các bạn khó ăn tiền lắm. Ok, thì các bạn có thể nhìn thấy đây là những cái có, nó có nhiều nhiệm vụ khác nhau, nhưng bản chất là lý do tại sao nó trả tiền cho các bạn thì nó vẫn là những cái bản chất của những cái web quen thuộc thôi. Đó chính là các bạn này, đây các bạn nhìn này, đây là phần các bạn cài app này, các bạn làm khảo sát, các bạn cài app, các bạn giới thiệu thế này thế kia, làm nhiệm vụ, thì nó sẽ nhận cái
cái web này ấy, nó giống như kiểu là một cái web quảng cáo. Đúng, thì khi mà các bạn làm những cái thao tác này thì nó giúp cái nhà quảng cáo nó đặt trên cái web này, nó sẽ trả tiền cho web này, sau đó thì nó sẽ trích phần trăm về để mà cho các bạn ấy được. Các bạn còn 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 chưa biết được rằng là cái việc mà Google nó trả tiền cho cái app này nữa cơ. Nếu như mà khi mà đạt cái ngưỡng download tối thiểu bao nhiêu mình quên mất rồi, thì Google bắt đầu trả tiền cho app, có nghĩa là mỗi lượt cho mỗi tính cho mỗi lượt download nhé, download xuống nhé. Đấy, đâm ra là cái việc mà nó cho bạn 10.000 trong cái phần thưởng hàng ngày ở đánh Tết 5 sao cũng là một cái phần để nó thích hợp hơn. Ok, thì về cá nhân mình thì đánh giá sao thể loại này thì nó cũng chơi khá là nhiều rồi. Ở cái hình thức mà nó trả tiền thì có thể ở thời điểm này mình rút được tiền, nhưng ở thời điểm tương lai chưa chắc các bạn đã rút được tiền. Các bạn hiểu không? Có thể là nó ở thời điểm ok, đánh giá như các thứ ok, bởi vì thời điểm tương lai cái app này nó còn rất phụ thuộc rất nhiều vào cái nhà đặt quảng cáo trên app này, liệu có nhiều nhà đặt quảng cáo trên app này không, liệu cái app này nó có phát triển được không, có giới thiệu được nhiều người hay không, thì nó sẽ còn tiếp tục. Ok, thì về cá nhân mình sẽ không gửi bất cứ một cái link nào về cái app này. Các bạn có thể lên CH Play và tự download nó về và làm nhiệm vụ như thế này nếu như các bạn cảm thấy hứng thú. Đây là thử app khá là quen thuộc thôi. Mình về cá nhân mình thì nếu như mà các bạn nghĩ rằng là có thể kiếm thu nhập một cách ổn định ở trên app này thì chắc là hơi khó đấy, bởi vì nó nhặt nhạnh khá là mình tính cho nhé, 6.000 này, 5.000 này, 7.000 này, 7.000, 7.000, 8.000 một ngày. Các bạn chỉ có thể làm được những cái khảo sát này, cùng lắm một ngày các bạn 6, 10 cái khảo sát là đi được 60.000 đấy. Một ngày kiếm chắc là được 1-2 đô nếu như các bạn làm mấy làm được. Xong không biết là ngày hôm sau thì cái khảo sát này nó có biến động tiếp nữa không, nhưng mà nói chung là làm cũng khá là vất vả ấy. Kiếm được 6.000 của nó, đây khảo sát tính di động này. Mình sẽ thử nhé. Đúng này, yes này, đúng này, đúng này, đúng này, ok. Các bạn nhìn này, đấy thì sau khi khảo sát xong thì các bạn sẽ nó sẽ mất luôn cái khảo sát đấy. Thì cái quan trọng là cái ngày hôm nay các bạn làm ấy thì đây đúng này, đấy khảo sát này, nó có thể biết được tính thêm 21.000 là không biết là có nghĩa là liệu ngày mai nó còn có khảo sát nữa hay không để cho các bạn có khảo sát, bởi vì đây là những khảo sát của bên thứ ba họ đặt vào đây. Thì khi các bạn làm một khảo sát này rồi thì cái khảo sát này nó sẽ biến mất đi và nó sẽ không có được cho các bạn thêm vào ngày mai nữa đâu, mà nó phải là một cái khảo sát của một cái app khác. Vậy thì nếu như mà nó không có cái app khác để mà khảo sát vào đây thì liệu là các bạn có ấy không? Mặc dù khảo sát nó cũng rất là ít thôi, nhưng mà để mà làm đủ cái nhiệm vụ 5 đô là cũng hơi căng đấy. Đây. Ừ, hết hết. Đây còn hai khảo sát nữa thôi. Đấy, khảo sát ngon. Phần thưởng. Đơ rồi. Hình như nó chặn không cho mình làm liên tục ấy, đơ đấy. Nói chung là nếu như các bạn để mà vui vẻ thì cũng được. Việc trả tiền PayPal là nó sử dụng một cái sau khi nó xác nhận ở cái này xong nó gửi về với các kiểu, nó cũng chỉ là một dạng trả tiền thủ công thôi, nó không phải là một dạng trả tiền tự động. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ so sánh qua về với cái app này nhé. Thì đối với cái app này thì khoảng 3 tiếng các bạn sẽ phải vào một lần, và cái việc nó trả tiền hình thức nó sẽ trả là bằng Bitcoin đúng không? Thì việc các bạn gửi rút tiền về nó cũng làm tự động như các kiểu thôi, và làm khá là dễ dễ hơn rất là nhiều, vì cái khoảng thời gian các bạn bỏ tiền ra cho cái này nó khá là ít. Còn về thu nhập thì sao? Thu nhập thì cái này nó sẽ cảm giác bấp bênh hơn là so với cái kia, nhưng mà nếu như thu nhập được thì cái này nó sẽ được nhiều hơn là so với cái kia, cái app này này, cái app khảo sát này. Nếu như thu nhập cùng khi các bạn làm sẽ được nhiều hơn, nhưng bù lại các bạn sẽ phải làm nhiều hơn. Nhìn này, 1% nhiều, 1% chả chả. Thì về cá nhân mình thì nếu như mà các bạn nghịch bình thường thì thi thoảng vào nghịch như các kiểu thì cũng thì ok.
Đấy, nhưng mà các bạn cảm thấy là có thể kiếm được nó thật nhiều thì mình nghĩ rằng là không ok lắm. Nên để cho các bạn làm vào khảo sát nữa, gọi là có app kiếm tiền vào ngồi nghịch 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 nhiếc hoặc là đọc tham khảo nhiếc các thứ thì ok. Sau đó thì kết hợp tiếp với cái app mà mình để link ở phần mô tả bên dưới để có thể kiếm thêm Bitcoin vì nó khá là đơn giản. Ok, cảm ơn tất cả các bạn.